Vâng, thưa quý vị, tình hình nắng nóng khiến những vụ việc cháy nổ liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây. Vào tháng 5 vừa qua, vụ cháy phòng trà ở Hải Phòng khiến 3 nạn nhân tử vong đã để lại nhiều thương xót cũng như cảnh báo tới người dân trong việc trang bị kiến thức trong phòng cháy chữa cháy. Qua quá trình điều tra, mới đây Cảnh sát thành phố Hải Phòng đã đưa ra kết luận chính thức về vụ cháy thương tâm này. Trước đó, như những thông tin đã đưa liên quan tới vụ cháy phòng trà ở Hải Dương, vào khoảng 14 giờ ngày 12 tháng 5 đã xảy ra vụ việc thương tâm này. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, bên trong đám cháy có 4 người, trong đó có một nữ nhân viên đã tìm cách leo sang mái nhà liền kề và được cứu thoát. Ba người còn lại bị mắc kẹt vì đám cháy lan nhanh, chặn lối thoát khiến cho các nạn nhân ngạt khí tới tử vong. Ngay sau thời điểm diễn ra đám cháy, cơ quan chức năng địa phương đã lập tức điều tra nguyên nhân vụ cháy cũng như làm rõ thông tin vì sao các nạn nhân không thể thoát nạn. Ngày 9 tháng 6 vừa qua, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Hải Phòng vừa có thông tin chính thức về vụ cháy khiến 3 người tử nạn xảy ra tại cơ sở kinh doanh phòng trà Nhật Bản Akatsuki số 144 Văn Cao. Cụ thể, theo Đại tá Hoàng Văn Bình, trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn Công an thành phố Hải Phòng, nguyên nhân cháy được xác định là do chập điện ở tầng 1, nơi có vật dụng dễ cháy như bàn ghế, giường, bởi xung quanh là các vật dụng dễ cháy nên khi ngọn lửa bùng phát đã lan nhanh và tạo ra nhiều khí độc bao phủ bên trong ngôi nhà. Đại tá Bình cho biết, khi vụ cháy xảy ra, các nạn nhân đã chạy ra phía trước mở cửa khiến cho gió thổi, lửa bùng lên mạnh hơn. Đây là phản ứng đáng tiếc, bởi nếu bình tĩnh hơn, họ đã có thể chạy ra lối thoát hiểm phía sau để treo sang nhà hàng xóm thoát thân. Được biết trước đó, phòng trà này được cơ quan công an kiểm tra phương án phòng cháy và tập huấn phòng cháy chữa cháy đầy đủ. Tuy nhiên, vì những nạn nhân là nhân viên mới, chưa được tập huấn kỹ lưỡng, không xử lý đúng cách nên mới xảy ra hậu quả thương tâm ấy. Đại tá Hoàng Văn Bình cho biết thêm, ba nạn nhân còn rất trẻ, trong đó hai người mới vào làm việc ở quán được vài ngày, một người là bạn của nhân viên đến chơi. Sau vụ cháy, cơ quan chức năng đang xem xét trách nhiệm của chủ hộ, người thuê nhà, cán bộ quản lý, một số cán bộ đội phòng cháy chữa cháy công an quận Ngô Quyền, đồng thời kiểm tra giả soát đình chỉ 40 phòng trà tương tự trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Nắng nóng gay gắt kéo dài là thời điểm rất dễ gây ra cháy nổ. Vì vậy, mỗi hộ gia đình, quán bar, vũ trường cần thật cẩn trọng trong việc phòng cháy chữa cháy, nâng cao kỹ năng chữa cháy. Thoát hiểm là yếu tố cần thiết cho mỗi người để bảo vệ an toàn tính mạng cho bản thân và những người xung quanh. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra các thiết bị điện, sửa chữa kịp thời khi phát hiện cháy chập gây nên hỏa hoạn.